Sau đó, Thánh Linh đem Đức Chúa Giêsu vào hoang mạc để chịu ma quỷ cám dỗ. Sau khi kiêng ăn 40 ngày và 40 đêm, Ngài đói. Kẻ cám dỗ đến gần nói với Ngài: "Nếu ngươi là con Đức Chúa Trời, hãy khiến những đá này thành bánh đi." Đức Chúa Giêsu đáp: "Có lời chép rằng, người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng cũng nhờ mọi lời nói từ miệng Đức Chúa Trời." Ma quỷ đem Ngài vào thành thánh, đặt Ngài trên nóc đền thờ và nói: "Nếu ngươi là con Đức Chúa Trời, hãy lao mình xuống đi, vì có lời chép: Chúa sẽ truyền lệnh cho các thiên sứ, các đấng ấy sẽ đỡ nâng ngươi trên tay, e chân ngươi vấp phải đá chăng." Đức Chúa Giêsu phán: "Cũng có lời chép: Ngươi đừng thách thức Chúa là Đức Chúa Trời ngươi." Ma quỷ lại đem Ngài lên đỉnh núi cao, chỉ cho Ngài thấy tất cả các vương quốc trên thế gian với sự huy hoàng của chúng, và nói: "Nếu ngươi sắp mình thờ lạy ta, ta sẽ cho ngươi tất cả những thứ này." Đức Chúa Giêsu phán với nó rằng: "Hỡi Satan, hãy lui ngay, vì có lời chép rằng: Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ phụng sự một mình Ngài mà thôi." Ma quỷ bỏ đi, và kìa, các thiên sứ đến phục vụ Ngài.